được dịp này chào đón toàn thể quý vị đã đến tham dự lễ khai trương KT Studio ngày hôm nay. KT Studio đã tạo nên những điều tuyệt vời ấy bằng sự tinh tế trong từng chiếc áo cưới, những trang kết biệt giữa vẻ đẹp thanh tịnh nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn và quyến rũ. KT Studio liên dụng áo cưới sang trọng cao cấp, bên cạnh đó là nơi tạo nên những sắc ảnh lung linh cùng với những con sét phù hợp với từng cuộc đời. KT Studio tại thành phố Cần Thơ với mong muốn phục vụ tốt hơn cho khách hàng, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Ngày càng phát triển hơn nữa, và chúng ta sẽ mang đến niềm tin và chất lượng dành cho quý khách hàng.